Cơ dầu để thưa chuyện với các cụ bà và họ bên nhà cháu Hương là định ngày tiểu các chị được ban giáo dục ngày đến như là Hải Nam là tiến sĩ và phụ trách chương trình và lớn nhất của viện hiện nay đấy, anh em chúng tôi rất nhiều lần cũng là giúp đỡ cháu Dũng nhiều lắm, các anh các chị trong khoa của năm và một số bạn bè của cháu Dũng hôm nay cùng học phổ thông và cùng học đại học hôm nay cũng có mặt ngồi bên ngoài. Đây là xin thưa với các cụ, các bạn thứ nhất là tôi là bạn ruột cháu Hương lúc xin giới thiệu ông Lộc Gia Hương, cháu Hương là bà Lộc Gia Hương, bà ngoại Gia Hương, và kèm theo ở đây là các chú, đây là chú, chú ruột Gia Hương, đây là cô ruột Gia Hương và các cậu trai là con với anh rể. Alo, anh hỏi không? Xin chào các cháu. Về xung họp nhau thì chúng tôi xin chấp nhận được để cho các cháu tổ chức buổi lễ và cái kế hoạch của sau đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.